những cuốn hồi ký, những kỷ niệm một thời chiến đấu không thể quên. Chiến trường ca thật khốc liệt. Mời các bạn cùng đón nghe hồi ký của cựu chiến binh chiến trường ca. Đơn vị chúng tôi, trung đoàn 733, sư đoàn 315 đang đóng quân ở vùng ngã ba biên, biên giới Thái Lan, Lào, Campuchia, theo trục đường từ bản Kẽm lên, đi theo hướng tây, khoảng chừng 17 cây số gặp một ngã ba. Nếu rẽ trái là đoạn đường đi về khu dân và Chôm. Đoạn đường này nằm dọc theo chân núi Đăng Rếc về hướng nam. Từ ngã ba đi thẳng hơn 300 mét, đụng chân dốc là anh em lính ta thường gọi là dốc 729. Từ đây cũng là điểm đầu tiên bước chân lên dãy núi Đăng Rếc này. Núi Đăng Rếc có địa hình đồi núi chập chờn, nhấp nhô với những con dốc, những hang đá, thác nước, những dòng suối, những cầu một cây, những bãi cỏ tranh, đá mặn, những bãi tràn đá, trại tù, trạm phẫu và những bãi mìn. Xen lẫn giữa các điểm đồi là những thung lũng, làng bản, không nhà của lính Pol Pot trước đây. Nơi đây có rất nhiều rau củ quả. Núi Đăng Rếc bắt nguồn từ vùng đất Hạ Lào, là các cao điểm như điểm cao 508, 502, 500 và điểm cao 425 thuộc lãnh thổ Lào. Các điểm cao thuộc lãnh thổ Thái Lan kéo dài về hướng nam của dãy núi này là điểm cao 469, 384, 387, 381, 416, 412 và các điểm cao 612, 743, 753 thuộc lãnh thổ Campuchia. Đây là những địa danh mà chắc hẳn anh em đồng đội, chiến hữu thuộc trung đoàn 733 và các chiến hữu đơn vị phối thuộc, công tác phục vụ chiến đấu đều biết những địa danh này. Mùa xuân năm 1987, nửa đêm ngày 29 Tết âm lịch nhằm ngày 28 tháng 1 dương lịch năm Đinh Mão, những loạt AK từ chốt 555 của đại đội 11 tiểu đoàn 9 trung đoàn 733 chúng tôi, anh em bắn lên không trung vui mừng đón giao thừa, chuyển giao năm mới. Cũng từ thời khắc này, cuộc chiến ở chiến trường Ba Biên bắt đầu mở ra. Pháo binh tầm xa từ bên kia chiến tuyến đất Thái Lan bắn qua bao phủ không ngớt vào các trận địa, các điểm cao tiền tiêu của ta. Sáng mùng 1 Tết, xuất hiện chiếc máy bay L-19 từ bên kia bầu trời Thái Lan bay qua. Nó bay tầm cao, lượn nhiều vòng. Sau đó là những tràng pháo bay sang hú rít ngang trời. Pháo nổ khắp nơi. Một vùng trời đất Ba Biên đang yên bình, giờ đây khói lửa ngút trời. Từ đây, Ba Biên đón một mùa xuân, cái Tết ù tai vì pháo nổ. Ba ngày sau, bắt đầu địch dùng máy bay tiêm kích oanh tạc khắp nơi. Chúng ném bom mọi hướng trên vùng núi đồi Ba Biên, xé toang những khoảnh khắc yên bình ngày nào. Đây cũng là chiến dịch mở màn cuộc tập trận Hổ Mang Vàng của Thái Lan vào mùa khô năm 1987. Trung đoàn 733 chúng tôi có tiểu đoàn bộ binh dường như đóng quân giải đều dọc đường Ba Biên và các điểm cao nằm sâu trong đất Thái. Tiểu đoàn 7 đóng quân hướng bắc của dãy núi Đăng Rếc thuộc đất Lào và điểm cao 469 theo đường biên thuộc đất Thái Lan. Tiểu đoàn 8 đóng quân ở phía nam dãy núi này, từ điểm cao 562, 623, 743, riêng điểm cao 694 nằm sâu qua đất Thái và đóng quân ngay ở đường lên 743, đóng quân trước chân 623, đường qua cao điểm 741, riêng điểm cao 612, 753 và 741 cùng cao điểm 600 không chốt giữ. Tiểu đoàn 9 chúng tôi đóng quân nằm sâu trong lãnh thổ Thái Lan. Đoạn đường từ dốc 729 lên đến ngã ba biên, rẽ trái theo trục đường biên Campuchia Thái Lan, đi về hướng nam xuống điểm cao 743. Từ đây đi khoảng chừng 700 mét qua khỏi đồi không tên, đồi 500, do một trung đội DKZ của đại đội 16 trung đoàn bộ chốt giữ. Nhìn về phía bên phải hướng Thái Lan, cách đường biên hơn một cây số, đỉnh đồi có chóp nhô bên trái phía xa xa kia là cao điểm 555. Nơi đây điểm đóng quân của đại đội 11 tiểu đoàn 9 chúng tôi. Cũng từ ngã ba biên này rẽ phải đi về hướng Lào khoảng chừng 500 mét đến ngã ba trước chân điểm cao 425 do đại đội 14 cao xạ 12 ly 7 của trung đoàn bộ chốt giữ. Nơi đây là ngã ba, nếu đi thẳng sẽ về hướng điểm cao 469 của tiểu đoàn 7, còn rẽ trái là đường đi qua Thái Lan. Từ đây đi một cây số đến điểm đóng quân của tiểu đoàn bộ 9. Đóng quân phía bên trong của tiểu đoàn bộ
là đại đội 10 cơ động. Từ tiểu đoàn bộ theo trục đường này dẫn qua Thái Lan. Từ đây, đi qua hai con suối, có cầu một cây, đến đơn vị của chúng tôi, đại đội 9, gần 3 cây số. Hiện tại, đại đội bộ chúng tôi cùng trung đội 2 đang đóng quân trên trục đường này. Điểm cao 416 do trung đội 1 chốt giữ. Điểm cao này nằm phía bên trái đường đi qua Thái, cách đại đội bộ khoảng 400m. Điểm cao 384 do trung đội 3 chốt giữ nằm ở phía phải, cách đại đội bộ khoảng hơn 1 cây số. Ngoài ra, trên trục đường này hướng qua Thái Lan, cách đại đội bộ 1 cây số, nơi đây là tổ phục của trung đội 2. Trên chốt 384 cũng có một tổ phục của trung đội này nằm cách điểm cao 384 hơn 1 cây số, hướng qua đồi 387 của Thái Lan đóng quân. Những ngày đầu tháng 2 năm 1987, trên toàn tuyến Ba Biên, bom rơi, pháo dập, khói lửa khắp nơi, tiếng rền không ngớt của bom, pháo nổ cả ngày đêm. Thời điểm này, địch bắt đầu đưa bộ binh ém quân vào các chốt tiền tiêu của ta đóng, nằm sâu qua đất Thái Lan. Gần giữa tháng 2 năm 1987, đơn vị chúng tôi, tổ phục ngoài phẫu của trung đội 2 đã đụng độ địch. Anh em bấm mìn Claymore diệt 3 tên. Sau đó, phối hợp cùng trung đội của đại đội 10 cơ động ra kiểm tra. Đánh với địch một buổi chiều và một đêm ác liệt. Cũng vào khoảng thời điểm này, địch đã đưa xe tăng mở đường, gầm rú phía bên kia trạm phẫu, cách tổ phục của trung đội 2 vài trăm mét. Bộ binh địch đã áp sát gần. Chúng đang làm hầm hay công sự gì đó. Từ tổ phục của trung đội 2 nghe rất rõ tiếng người nói, tiếng chặt cây và tiếng khua của dụng cụ nhà binh. Về đêm, nghe rất rõ tiếng nói từ máy radio bên hướng địch. Không biết địch đang ém quân áp sát địa hình ta để đánh vào vị trí nào. Cũng vào đầu mùa khô tháng 2 năm 1987, chiến trường ngã ba biên mỗi ngày thêm ác liệt, bom pháo nổ khắp nơi trên toàn tuyến. Tất cả các đơn vị từ dốc 729 cho đến các chốt điểm cao dọc đường biên đến viện 18 đều bị bom rơi và pháo dập. Ba biên trở nên ồn ào vì tiếng nổ của đạn bom, thêm tiếng gầm rú của máy bay mỗi ngày. Anh em lính mình nghe hoài rồi cũng quen tai. Hôm nào máy bay Thái Lan chưa qua ném bom, không nghe cao xạ 37 ly bắn để côi thì cũng nhớ. Chiến trường mà, nghe nhìn hoài rồi ai cũng phải quen dần, rồi bản lĩnh hơn mà va chạm với cuộc chiến. Thời điểm này, địch quân bắt đầu triển khai bộ binh áp sát, nghe có dấu hiệu động tĩnh phía bên kia, tiếng chặt cây ở các hướng khác nhau. Đơn vị tôi, đại đội 9, tiểu đoàn 9, trung đoàn 733, có chốt 416 do trung đội 1 chốt giữ. Anh em cảnh giới, có nghe tiếng chặt cây lốc cốc dưới chuyền. Hơi xa, chỉ huy đơn vị giao ban báo cáo tình hình lên cấp trên. Mấy hôm sau, có lệnh anh em đơn vị đi bám, nắm tình hình của địch trước chốt và trên đồi 417 của địch. Hai hôm sau, vào khoảng 10 giờ trưa, 6 đồng chí trinh sát ở đơn vị đại đội 9 chúng tôi, 2 trinh sát tiểu đoàn, 2 trinh sát trung đoàn, trong đó tôi có biết đồng đội Tuấn, và 2 trinh sát sư đoàn là đồng đội Hải và một đồng đội khác, cùng đi với tổ trinh sát có thiếu úy Ngải, đại đội phó đại đội 9 và 5 đồng đội bộ binh của trung đội 2. Bắt đầu theo hướng triển trước chốt 416 bám ra. Đến 4 giờ chiều, đơn vị nghe tiếng súng nổ liên thanh. Mấy loạt AR nổ hướng xa xa phía trước phẫu, phía bên kia ngoài tổ phục của trung đội 2 đại đội 9. Hơn 5 giờ, anh em đồng đội về lại đơn vị, nhưng thiếu đồng đội Hải, trinh sát sư đoàn. Lúc này, trời đã chập choạng tối, lại nghe một tiếng đạn AR nổ hướng bên kia. Anh em mọi người đang lo lắng cho đồng đội Hải có về lại đơn vị được không? Vì nghe anh em đi về nói, đồng đội Hải đi đầu, lúc đi trở về vì rừng tối, lọt vào điểm địch trú ẩn, bất ngờ bị bắn nên chạy bị thất lạc. Thoát khỏi vị trí địch, anh em đồng đội vẫn không gặp. Về gần tới đơn vị, đồng đội bắn kêu, nhưng không nghe thấy đồng đội Hải bắn trả lời. 4 giờ sáng ngày hôm sau, một trung đội của đại đội 10 cùng trung đội 2 của đại đội 9 và trinh sát tổ chức ra điểm nổ súng ngày hôm qua, truy tìm, vẫn không tìm được đồng đội Hải, và đã đụng độ đánh một trận với lính Thái ở đây đến 8 giờ cùng ngày.
ta lại rút về. 10 giờ trưa, pháo binh 729 cùng hỏa lực của trung đoàn và cối 100 ly của tiểu đoàn bộ 9, cối 82 ly của C9 bắn vào các điểm này và đồi 417, 387 của địch. Pháo địch cũng phản lại dữ dội. Đến khoảng 2 giờ chiều thì ngưng. Cùng lúc, hai trung đội của đại đội 9 và đại đội 10 cùng trinh sát tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm đồng đội Hải. Ngoài này, địch đã rút. Đến 5 giờ chiều, anh em tìm kiếm trong vô vọng. Đồng đội Hải không để lại một dấu vết gì trên thực địa. Lúc này, có lẽ như địch phát hiện ta ở đây nên pháo bắt đầu bắn và bắn vào đại đội bộ 9. Anh em đồng đội phải rút vào chốt 384, gần 7 giờ tối mới về đơn vị. Đến 6 giờ sáng hôm sau, trinh sát trung đoàn cùng trinh sát tiểu đoàn 9 đi tìm đồng đội Hải một lần nữa. Đến 3 giờ cùng ngày về lại đơn vị, vẫn không thấy. Đồng đội Hải đã hy sinh mất tích, dựa theo mấy loạt R bắn lúc ban đầu và một viên bắn buổi chiều tối, có thể là viên địch bắn bồi. Chiến tranh là vậy, nhiệm vụ chiến trường là như thế. Nào ai muốn đồng đội mình bị mất? Chuyện chiến trường làm sao quên được với những chàng trai đất Việt của những chiến binh chiến trường ca. Những ngày tháng vào sống ra chết ấy như mới hôm qua vậy. Hỡi các chiến hữu của tôi. Những ngày tháng 3 năm 1987, chiến sự ngày càng ác liệt thêm. Tiếng gầm rú của tiêm kích qua ném bom, tiếng vu vo của chiếc máy bay trinh sát L-19 bay lượn tầm cao trên tầng mây, hòa quyện cùng tiếng nổ của đạn pháo cao xạ mà tiểu đoàn 14 bắn máy bay hàng giờ mỗi ngày. Với những trận mưa bom, nhất là bom bi, địch ném khắp nơi trên vùng chiến địa này, pháo cối tầm xa của địch bắn vào cứ điểm của ta đóng quân, dường như không sót một đơn vị nào. Các chốt tiền tiêu, kể cả các đơn vị tuyến sau của trung đoàn 733 đều bị pháo và cối tầm xa của địch bắn cả ngày lẫn đêm. Bệnh viện đại đội 18 cũng phải nhiều lần chuyển thương bệnh binh xuống hầm để trú ẩn tránh bom và pháo của địch. Pháo binh trung đoàn 729 của ta cũng bắn phản kích vào sâu bên lãnh thổ Thái cả ngày và đêm, nhưng tần suất vẫn kém hơn pháo địch. Đơn vị chúng tôi, đại đội 9 tiểu đoàn 9, đóng quân chốt giữ ngay tuyến đường dẫn qua Thái Lan. Tuyến đường này nằm giữa hai điểm cao 384 và 416, nằm thoi loi qua lãnh thổ Thái Lan, cách đường biên ngay vị trí đại đội 14 cao xạ 12 ly 7 của trung đoàn 733 đi qua đất Thái chừng 4 cây số. Kể từ lúc kết thúc trận đánh phòng ngự 7 ngày đêm của trung đội 1, đại đội 9 chúng tôi tại điểm cao 416 bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 2 năm 1987. Đơn vị đã chiến đấu chống trả nhiều đợt tấn công của bộ binh Thái Lan. Trận chiến kết thúc khi ta phản kích, địch tháo chạy vào 3 giờ chiều ngày 24 tháng 2 năm 87. Đơn vị đã làm chủ thế trận, giữ vững chiến hào. Nhưng ta cũng hy sinh một đồng đội Phạm Văn Đắp, 17 đồng đội bị thương vong, kể cả anh em đồng đội phối thuộc của tiểu đoàn trong trận chiến 7 ngày đêm này. Đây chỉ riêng quân số hao hụt của trận chiến cao điểm 416, tất cả đã chuyển về tuyến sau. Ngoài ra, có một số đồng đội không chịu nổi sự khắc nghiệt, ác liệt của chiến trường, cũng bỏ đơn vị mà đi trong đêm vào thời gian sau trận chiến, hiện không biết ở phương nào. Những ngày này của tháng 3 năm 1987, chiến trường nơi khu vực đơn vị chúng tôi đảm nhiệm có phần thay đổi. Bộ binh địch sau khi tất trận đánh cao điểm 416, chúng rút quân xa hẳn. Đây cũng là thời điểm tiết trời ba biên rất khắc nghiệt, với cái nắng khô khốc ra người vào giữa trưa đến chiều tà, cái lạnh nức môi vào giữa đêm đến sáng sớm. Cho đến khi mặt trời lên giữa buổi sáng thì thời tiết mới ấm dần. Đơn vị chúng tôi lúc này chỉ còn núp hầm hứng chịu những trận pháo cối, pháo chạm nổ, pháo chụp, pháo khoan loại đạn cháy phá hầm. Nhưng ngắn nhất là pháo khoan loại đạn phá hầm này. Đoạn khoan nổ không bay mạnh như các loại đạn pháo thông thường. Chúng cắm sâu xuống đất chừng 2 đến 3 mét. Tiếng nổ nghe cái tụt. Nếu nó găm nổ gần hầm thì nghiên trẹo cả cây trụ và cây sà ngang. Sau đó nó cháy đến 12 giờ đêm làm sụp đất như cái hố mới hết cháy. Đặc biệt vào ban ngày không thấy lửa, chỉ nghe mùi hôi rất khó chịu như mùi hôi của bụng no hơi
rồi đánh giấm vậy. Nhưng về đêm thì lên ngọn lửa màu xanh rất lạ và rất nóng. Đạn cối thì ngắn nhất là cối tầm xa của địch. Loại cối 130,6 ly, bắn không nghe đề pa, chỉ nghe sạc sạc như tiếng chim vỗ cánh bay, rồi nổ ngay. Thời điểm này, đơn vị chúng tôi diễn ra những trận đấu tiêu diệt nhau của hỏa lực DKZ ở điểm cao 46 và DKZ ở điểm cao 47 của địch bắn trả nhau ác liệt. Cứ mỗi buổi sáng khi mặt trời lên, từ cao điểm 46 nhìn qua điểm cao 47 của lính Thái Lan, thấy rất rõ bằng mắt thường. Hai điểm cao này cách nhau đường chim bay chừng 700 mét. Nhưng về buổi chiều, từ cao điểm 46 nhìn qua điểm cao 47 của địch, thấy tối thui, không thấy gì hết vì mặt trời đã ngả bóng. Hai cao điểm này nằm đối nhau theo hướng đông tây. Cao điểm 46 hướng đông của điểm cao 47. Kể từ ngày đồng đội Lê Đảng, lính đợt 2 năm 83, quê Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, lên chốt 46, chỉ huy khẩu đội DKZ này. Do đồng đội Phạm Văn Tốt, quê Nha Trang, bị thương khi địch bắn sập trận địa và khẩu DKZ 75 ly bị hư không bắn được nữa. Thay vào đó là khẩu DKZ 82. Đồng đội Lê Đảng thường xin chỉ huy đơn vị bắn xuống các điểm địch đang trú quân phía bên kia, ngoài phẫu. Cách tổ phục theo đường đi của trung đội 2 chốt phục địch chừng hơn một cây số. Cứ chiều chiều thấy hướng rừng ở phía dưới, bên kia dốc bốc khói là Lê Đảng lại điện xuống chỉ huy đại đội xin bắn. Có khi thích là bắn khỏi xin luôn. Bắn xong lại dẫn anh em người dân tộc Ba Tơ xuống thu đồ cổ. Có lần mò đến nơi, phát hiện địch thì Lê Đảng bảo anh em rút về trước. Đi xa, đồng đội Lê Đảng ở lại một mình, bắn mấy trái B-40 rồi chạy về sau. Lê Đảng là một trong những chiến binh gan dạ với địch, lì lợm với mìn, lại bắn hỏa lực giỏi của tiểu đoàn 9. Chỉ huy cấp trên trung đoàn vẫn nghe tiếng chiến binh này. Đồng đội Lê Đảng thành tích chiến đấu thì nhiều, nhưng không cần nhận khen thưởng của đơn vị luôn. Dường như cái tên Lê Đảng thì cả trung đoàn 733 anh em nào cũng biết đến. Cũng từ những lần DKZ 82 ly do Lê Đảng bắn xuống những bếp cơm của địch, hỏa lực từ điểm cao 47 bên kia của Thái Lan cố tiêu diệt khẩu pháo này của chốt 46. Cứ buổi chiều mỗi ngày khi mặt trời ngả về hướng tây thì chốt 46 của anh em lính ta núp hầm, chứ loáng thoáng có người đi trên mỏm là chúng bắn luôn. Trận địa DKZ của chốt 46 chiều nào cũng bị bắn sập. Đến tối thì anh em dựng lại. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, nhìn qua điểm cao 47 thấy rất rõ. Lại đến lượt khẩu đội DKZ của Lê Đảng phát huy hỏa lực. Cứ vậy mà tháo súng rồi áp súng mỗi ngày. Có hôm tôi cùng đồng đội Hùng, lính đợt 1 năm 86, liên lạc của đại đội, quê Vạn Ninh, Phú Khánh, nhận nhiệm vụ cõng đậu xanh lên chốt 46, cho anh em nấu ăn bổ dưỡng. Đi đến nơi lại gặp ngay pháo cối của địch dập vào chốt từ sáng đến nửa đêm. Anh em trên chốt không nín được phải tiểu, đại tiện vào bọc đựng gạo sấy dưới hầm luôn. Pháo cối của địch ngưng bắn thì đêm đi vứt xuống vực trước thông hào hướng tây. Thời điểm này, đơn vị chúng tôi thiếu thốn thực phẩm tươi rất nhiều. Anh em thường xin chỉ huy đơn vị đi cải thiện. Không còn qua trại tù cải thiện như trước kia, chưa xảy ra chiến sự nữa. Vì nơi đây nằm giữa thung lũng, hai điểm cao 555 và 46 vì sợ đụng độ địch. Chỉ cải thiện ở bản cháy nằm bên trái trục đường từ tiểu đoàn bộ 9 lên đơn vị chúng tôi. Điểm này nằm phía sau cao điểm 46, chừng 1,5 km. Đặc biệt, địch cũng không bắn pháo hay ném bom vào điểm này. Vì nơi đây do nhiều đơn vị của tiểu đoàn hay cải thiện, nên thời điểm này chỉ còn búp chuối và lá giang là chủ yếu. Tôi cùng với anh em trung đội 2 của đơn vị cải thiện hôm nay phát hiện phân người còn mới khoảng vào buổi sáng, và giấy báo đại tiện bỏ lại rất lạ, có in chữ ngoằn ngoèo. Cải thiện xong, anh em đơn vị trở về, chúng tôi đã lấy một mảnh giấy báo về báo cáo và nộp mảnh giấy cho chỉ huy đơn vị, anh Đào Ngọc Ngãi. Nhưng 4 giờ sáng hôm sau, ngày 22 tháng 3 năm 87, đơn vị chúng tôi đã chuyển giao địa bàn đóng quân cho đơn vị đại đội 7, tiểu đoàn 8 của trung đoàn 733 chốt giữ. Đơn vị chúng tôi đã hoàn tất nhiệm vụ đóng quân tại đây. Hiện đang di chuyển
đến vị trí khác của vùng Dunkirk, nơi ba biên này. Đại đội 9 có hai trung đội đóng chốt, trung đội 3 đóng quân ở điểm cao 384, còn trung đội 1 đóng quân ở cao điểm 416. Trung đội 2 có nhiệm vụ cảnh giới, phục địch ngay đường ống dẫn qua Thái Lan, nằm giữa hai chốt này, tổ phục cách đại đội bộ chừng một cây số. Đầu mùa khô năm 1987, Thái Lan mở cuộc tập trận Hổ Mang Vàng trên toàn tuyến ba biên bằng pháo binh và oanh tạc cơ. Pháo và bom nổ khắp tuyến. Khoảng giữa tháng 2 năm 87, địch bắt đầu tham chiến bộ binh. Đơn vị chúng tôi, đại đội 9, tiểu đoàn 9, trung đoàn 733, có cao điểm 416, trung đội 1 bị địch tấn công đầu tiên ở ba biên vào mùa khô này. Mở màn cho cuộc chiến đánh cao điểm 416, địch đã ném bom tan hoang thành bình địa, không còn một gốc cây nào trên mỏm đồi. Vài ngày sau, địch đã ém quân. Đánh chốt này, lực lượng ban đầu địch quân dùng một đại đội bộ binh của tiểu đoàn 6 thuộc trung đoàn đặc nhiệm của sư đoàn Hoàng gia Thái Lan. Ngày đầu địch nổ súng, thổi súp lê tấn công đánh cao điểm 46 vào lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 2 năm 87. Cối địch bắn vào đỉnh đồi như giải mạ. Quân ta trực chiến tuyến thông hào một rất thưa, 5 đến 7 mét một người. Ta chỉ dùng hỏa lực mạnh B40, B41, M79 bắn và lựu đạn nụ xòe để đối phó với địch. Trung đội 1 lúc này chỉ huy trưởng là đồng đội Trình quê Phú Cát, lính đợt 1584. Toàn trung đội chỉ có 22 đồng đội, trong đó có 3 đồng đội Phạm Văn Thi, Phạm Văn Boy, Phạm Văn Điếu, Phạm Văn Đắp, Phạm Văn Đinh, người dân tộc huyện Ba Tơ, và 3 đồng đội Đinh Văn Lê, Đinh Văn Tộ và Đinh Văn Lệ, người dân tộc huyện Sơn Hà, cục đình Quảng Ngãi, đều là lính đợt 1586 ở trung đội. Ngừng cối, từ trên đồi hướng đông bắc, địch tấn công lên dữ dội. Đại liên và hỏa lực mạnh, địch bắn thẳng vào thông hào. Quân ta chỉ biết rồi lựu đạn chứ không thể phản công. Đại liên địch vừa ngưng thì địch thổi súp lê hò reo tấn công. Quân ta phản kích bằng B40, B41 và đại liên M60, trung liên RBD cùng với cối 82 ly dưới đại đội bộ bắn lên chi viện nên địch chùn lại. Giao tranh khoảng 15 phút, địch im lặng và lui xuống lưng trường đồi, cách thông hào chừng 30 mét, rồi trụ lại để củng cố đội hình tấn công tiếp. Cối ta dập địch, không thể tấn công được nữa. Ngày đầu lính Thái đã 7 lần xung phong, không tiến nổi vì sự kháng cự kiên cường của quân ta, nên chúng dùng chiến thuật bám dính, khuất làn đạn bắn thẳng của ta 30 mét vì mỏm đồi cong, địch ngưng chiến. Chúng đào thông hào, cố trụ, không lùi và đào cả trong đêm. Lính mình cũng củng cố lại thông hào, vì pháo và cối địch bắn nên đất tuột xuống, có chỗ phải bò qua cứ lom khom thì ló gáo. 5 giờ chiều cùng ngày, đại đội phó thiếu úy Đào Ngọc Ngãi, quê Phổ Cường, Quảng Ngãi, lên chốt trực tiếp chỉ huy chỗ này. Đại đội trưởng trung úy Phan Văn Minh, quê Nghệ An, đi phép nên thiếu úy Ngãi đang quyền chỉ huy trưởng đại đội, phó chính trị là thiếu úy Tín, quê Hà Tĩnh. Cả một đêm, anh em đồng đội chúng tôi ở thông hào trực chiến vì địch vẫn còn một xác để lại gần thông hào chừng 15 mét. Thỉnh thoảng anh em ném lựu đạn vì sợ địch bò lên do xác chết quá gần thông hào. 5 giờ sáng ngày 19 tháng 2, từ dưới triền đồi, địch nối bộc phá ống rủi lên. Anh em im lặng vì không biết cái gì. Chỉ còn chừng 10 mét nữa là đến thông hào ta. Một đồng đội chạy báo chỉ huy. Thiếu úy Ngãi xuống thông hào nói: "Đồng chí nào xung phong bò ra để rút ống bộc phát kia." Từ bên kia trái thông hào, đồng đội Phạm Văn Đắp, người dân tộc Ba Tơ, Quảng Ngãi, chạy lại nói và bò luôn ra: "Anh Ngãi để em." Vừa nói, Đắp vừa nhào lên thông hào, bò nhanh xuống và rút ống bọc phá dài mười mấy mét, chạy thẳng lên mỏm đồi, rồi nhảy vào hầm cối 60 ly của đồng đội Nguyễn Văn Chức, lính đợt 2585, quê Sông Cầu. Từ dưới triền đồi hướng đông bắc, hai khẩu đại liên địch chĩa cánh gà, hai bên bắn lên nổ như mối giang. Anh Ngãi cho B40 bắn trả 4 quả, địch im bặt. 8 giờ 15 phút cùng ngày, pháo địch bắn vào đơn vị, đại đội bộ chốt ở 384 và cả tiểu đoàn. Riêng chốt 416, không rõ sao mà pháo quên bắn, máy bay tiêm kích địch ném bom khắp nơi hướng trung đoàn bộ.
C-14 cao xạ ta thì bắn máy bay nổ rền vang, ụp khói trên bầu trời Ba Biên. Đến 10 giờ trưa, chốt 46 được tiểu đoàn cho lên phối thuộc một khẩu 12 ly 7 để đối phó với địch. Anh em cùng chia nhau đào trận địa để 12 ly 7 xuống chân đứng và ngắm tầm hướng rong. Cả trung đội vui mừng vì ta có hỏa lực lớn. Đã qua một ngày giao tranh, nhưng trung đội vẫn còn nguyên đội hình. Khi địch lùi xuống triền đồi, vẫn để lại một xác lính có đeo hàm một hoa đang bị thương nặng, đang rên rỉ gần giao thông hào. Đồng đội Phạm Văn Boy nổ bồi nằm im luôn. Còn ba xác phía dưới cách thông hào chừng 22 mét đã tử trận. Trận đầu, riêng đồng đội Đắp bắn 6 quả B-40, một quả diệt 3 tên khi xung phong co cụ. Đồng đội Đắp khi chiến đấu rất linh hoạt, anh em giáp đạn sẵn vào nòng cho Đắp bắn. Đắp chạy ngược xuôi ném lựu đạn, khi chờ đồng đội giáp đạn xong rồi bắn tiếp. Đắp rất gan dạ chiến đấu khi có lệnh bắn. Đắp là người lính có thân hình thấp nhưng lại thích bắn B-40 và bắn rất chuẩn. Vì bỏ lại 4 xác chết, lính tái lại tổ chức đội hình tấn công tiếp. Quân ta ăn cơm sớm và chuẩn bị đạn để chờ địch. 10 giờ 30 phút cùng ngày, cối 82 ly của ta đã phối hợp để chi viện khi địch tấn công. Địch cũng không vội, chúng chỉ cho người bò lên cột dây kéo lấy ba xác dưới triền chốt. Nhưng cứ mỗi lần lên thì B-40 ta nổ nên không lấy được mà chết thêm một tên nữa. Cứ mỗi lần như vậy là do đồng đội Đắp bắn. Vì Đắp bắn hay, anh em nói Đắp có tay sát địch nên nhường hết. Đến 1 giờ chiều, địch phát động tấn công. Máy bay trinh sát L-19 lượn vòng qua vòng lại trên đầu chốt, rồi pháo dập phủ cả chốt. Anh em vào hầm trú ẩn vì pháo bắn, địch không tấn công ngay mà chỉ ém quân áp sát. Pháo bắn thưa dần và không bắn vào cao điểm 46 mà chuyển làn sang điểm cao 384. Pháo ngừng, anh em đồng đội chạy ra thông hào trực chiến thì địch đã lấy được 4 xác chết dưới trên đồi. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, hỏa lực phóng lựu M-62, M-72 từ dưới triền, lính Thái Lan bắn lên tấp nập. Theo sau là đủ các loại đồng loạt địch tấn công. Hình như địch cố chiếm chốt, quân ta cũng nổ đủ loại từ tiểu liên AK đến hỏa lực B, 12 ly 7 hạ nòng khạc đạn. Cây tre ngã rầm rạp như phát hoang trước trận địa. Có cả chi viện cối 82 ly của tiểu đoàn phối thuộc lên đóng trận địa dưới đại đội bộ. Nằm dưới bình địa cách cao điểm 46 đường chim bay chừng 400 mét và cách điểm cao 384 chừng 1 km, lính tái thổi súp lê hò reo tấn công 6 đợt, nhưng không thể tiến thêm vì sợ cối dập. 5 giờ sáng ngày 20 tháng 2 năm 1987, chỉ huy trung đoàn đại úy Phan Văn Trường, trung đoàn phó, cùng trinh sát 21 và thông tin 17 của trung đoàn đi trong đoàn quân có cả thượng úy Ngô Thanh Định, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 9 chúng tôi, cùng trinh sát tiểu đoàn có cả trung úy Tuấn quê Nghệ An cùng đại đội 10 cơ động lên đơn vị chúng tôi. Chỉ huy trung đoàn lên kế hoạch phản kích địch từ đường ống dẫn qua Thái Lan. Trinh sát tiểu đoàn và trung đoàn cùng chỉ huy Trường và chỉ huy Định bám lên sườn phải của chốt 46. Đại đội 10 nằm tại chỗ dưới đường ống kéo dài đội hình đến tổ phục ngoài phẫu để chờ lệnh, nhưng không thể đánh địch được vì trinh sát bám lên phát hiện địch rất đông. Khoảng một đại đội dưới triển 46 và hai đại đội đóng trại ngoài phẫu, cách tổ phục trung đội hơn 200 mét, nên rút quân về lại đại đội bộ 9, đại đội chúng tôi. Chỉ huy cấp trên vạch hướng phản kích, tấn công địch bằng hỏa lực khi địch tấn công cao điểm 46 trong lần tới. Ta đang chờ địch tấn công cao điểm 46 thì phản kích. Chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn và anh em lính đại đội 10 cơ động rút về lại đơn vị. Từ ngày 20 đến ngày 23, địch im lặng, không đánh bộ binh tấn công cao điểm 46. Chúng chỉ dùng pháo bắn và máy bay ném bom toàn tuyến Ba Biên. Riêng cao điểm 46 và điểm cao 384, thỉnh thoảng địch bắn cối thưa thớt và tên lửa H-12 vào đơn vị chúng tôi. Pháo của trung đoàn 729 của ta cũng phản pháo địch hàng giờ. Đơn vị 14 cao xạ, sư đoàn vẫn bắn máy bay khi mỗi lần chúng bay qua ném bom
Chiều nay, ngày 23 tháng 2, tiểu đoàn có chi viện thêm anh em hỏa lực lên chốt 46. Vì mấy hôm nay, trên chốt có bị thương một số đồng chí do mảnh cối địch. Khẩu đội DKZ 75 ly, đồng đội Phạm Văn Tốt quê Nha Trang bị trúng pháo. Khẩu DKZ 75 ly bị hư, đồng đội Tốt bị thương chuyển về tuyến sau cùng 4 đồng đội khác của trung đội 1. Trong đó có đồng đội Phạm Văn Đắp bị thương ở lưng. Anh em được chuyển xuống viện 18 từ sáng sớm. Đồng đội Lê Đàng quê Nghĩa Hành Quảng Ngãi, lính hỏa lực cối 100 ly của tiểu đoàn tăng cường lên khẩu DKZ 82 ly. Thế chỗ đồng đội Tốt chỉ huy khẩu đội DKZ tại cao điểm này. Đúng 6 giờ sáng ngày 4 tháng 2, từ trên đồi 46, lính Thái bắn lên vài loạt đạn đại liên và chúc tốc tốc mấy trái M79 cầu vồng lên thông hào ta. Anh em đồng đội ứng trực sẵn sàng chiến đấu, thì đồng đội Phạm Văn Đắp trốn viện chạy về chốt. Anh em bảo, sao đồng hương xuống viện về liền vậy? Đắp nói, ở dưới buồn và nhớ anh em lắm. Trên này không có mình bắn B40. Với mấy đồng hương thì lính Thái nó biết liền nên mình trốn về. Đồng đội Thành cứu thương, bảo Đắp vào hầm rửa vết thương cho Đắp rồi băng lại. Thành tiêm cho Đắp một ống thuốc khỏe gì đó, rồi Đắp ăn một tép lương khô, cười cười, nói, rồi xé tờ báo, quấn điếu thuốc dê hút và chuẩn bị gạo sấy xé bịch, cho nước vào, cột miệng, cho kịp nở cơm để ăn trưa. 13 giờ chiều cùng ngày, địch bắt đầu tấn công. Chúng dùng phóng lựu vác vai M62, M72 bắn lên thông hào và trận địa 12-7 dữ dội. Hỏa lực địch tấp nập bắn không ngớt. Anh em đồng đội chờ bộ binh địch tấn công mới phản chiến. Khoảng 15 phút, địch dàn hàng ngang, thổi súp lê xung phong. Chúng tiến lên, chỉ còn cách thông hào ta chừng 20 mét, vì địch quá đông và chỉ tấn công lên được từ trên bên phải hướng đông bắc của chốt này. Còn phía trước cao điểm 46, đối diện điểm cao 47 của địch là dốc đứng, nên chúng không triển khai tấn công bộ binh được. Hướng này, ta có trận địa DKZ 82 ly để bắn khống chế điểm cao 47 của địch. Vì quân số ít, ta chỉ còn 16 đồng đội tại chốt, ta toàn lực phản công. Đồng đội Lê Đàng, DKZ 82 ly, nạp đạn vác vai, chạy xuống thông hào địch, đang xung phong, bắn trực tiếp với địch. Anh em đồng đội dưới thông hào chỉ ngóc lên, bắn khi có hỏa lực DKZ của Lê Đàng và B40 của đồng đội Đắp. Riêng khẩu 12-7 của ta không khai hỏa được vì vài đồng đội bị thương ngay lúc đầu địch tấn công. Cối 62 ly trên chốt 46 bắn không liều xuống triền đồi chừng 100 mét. Tôi truyền đạn cho đồng đội trước quê sông Cầu bắn liên tục rất nhiều quả. Lúc này trên dưới triền đồi, lính Thái Lan và quân ta đang giao tranh nóng ran, nổ vang đủ các loại đạn ta và địch. 12-7 đã khai hỏa được rồi, cùng theo tiếng B40 bùng bành liên khúc. Tôi và Trức đang bắn cối thì đồng đội Đinh Văn Tộ, người dân tộc Sơn Hà, chạy lên bảo lệnh của chỉ huy cối 62 ly ngừng bắn. Không hiểu tại sao, hơn nữa trong hầm cũng chỉ còn hơn chục quả đạn nữa là hết. Cối địch cũng đang phản cối ta, nổ trượt xuống trên phía tây nam hướng điểm cao 555. Tôi được gọi về hầm chỉ huy. Thế úy Ngãi viết giấy bảo tôi chạy xuống thông hào đang chiến đấu, đưa cho đồng đội Trình, trung đội trưởng. Tôi vội vàng cầm súng AK hai băng cột ngược bằng dây giày và bọc túi quần hai bên, và hai trái cầm tay lom khom chạy ngay theo thông hào xuống triền đồi. Hỏi anh em rồi vào hầm chỉ huy trung đội đưa cho Trình. Lúc này mới biết tại sao hôm nay địch tấn công mà cối 82 ly của đồng đội Đỗ Tấn Thanh, lính đợt 2583, và đồng đội Sương dưới đại đội bộ không bắn chi viện như ngày đầu. Từ trưa đến giờ, địch thổi súp lê xung phong tấn công 16 đợt, nhưng ta chỉ chống trả bằng hỏa lực tại chỗ. Theo hiệp đồng phản công, khi địch tiến lên đánh chốt khoảng 1 tiếng đồng hồ thì ta phản kích địch. Chỉ còn hơn 10 phút nữa là đúng 2 giờ thì ta phản kích. Anh em dưới thông hào nôn nao vừa chiến đấu vừa chờ phản kích của ta. Hiện địch đang áp sát tiến công dữ dội rất gần thông hào ta. Sau nhiều lần bẻ gãy những đợt tấn công của địch, công đầu là của Đắp. Đắp đã bắn liên tục mỗi lần địch xung phong từ 6 đến 7 trái B40.
Anh em đồng đội giáp đạn sẵn cho Đắp. Đắp chỉ đưa khẩu B-40 lên khỏi thông hào, quay về hướng đạn địch nổ là nhấp cò. Không thể nhóc đầu lên được vì đạn địch cày trên đất thông hào. 2 giờ kém 5 phút, địch thổi súp lê, hò reo tấn công tiếp. Địch chuyển hướng, tập trung phía không có hỏa lực 12-7 để tấn công ta. Địch quá đông, nhưng đạn con AK, trung liên RBD, lựu đạn nụ xòe, anh em bắn và chọi liên tục, nhưng khó ngóc đầu lên được, vì đạn cày trên đất thông hào, khó diệt địch. Do mỏm đồi cong, nên hỏa lực B-40 chốc nòng bắn trả thì diệt được địch. Đồng đội Đắp chờ địch bò lên, gần liên tục bắn 9 trái B-40, địch chùn xuống. 12 ly ta bắn không ngớt, nhưng chỉ uy hiếp, chứ bắn thẳng vào hướng địch thì đạn tuột tầm sẽ bay xuống đại đội bộ của đại đội. Địch dùng đạn đại liên quét ngang, đạn cày trên thông hào rồi bò lên lôi xác xuống. Đồng đội Đắp bị vướng một viên đạn đại liên của địch trượt trán, rướm máu, bị đứt tĩnh mạch ở mép trên tay trái và hy sinh anh dũng. Khi anh em phát hiện thì Đắp đã ngồi tuột xuống thông hào. Đồng đội Phạm Văn Boy cùng quê của Đắp tiếp tục cầm khẩu B-40 bắn liên tiếp 2 quả thì cũng đúng giờ hiệp đồng quân ta phản kích địch. 2 giờ chiều ngày 24 tháng 2, ta bắt đầu phản kích. Pháo binh trung đoàn 729 bắn tầm xa vào lãnh thổ Thái. Riêng pháo 105 ly và cối đại đội 13 của trung đoàn bắn bao phủ ngoài phẫu trước tổ phục của trung đội 2. Do thượng sĩ Nhanh đang chỉ huy chốt phục, DKZ-82 và 12-7 từ chiến bên kia điểm cao 384, cách điểm cao 416 chừng 700m, bắn rộng lưng qua chiến 416, nơi địch đang trụ lại tấn công ta. Cối 82 ly của đồng đội Thanh và đồng đội Sương từ đại đội bộ bắn lên, nổ cách trước thông hào của anh em đang trụ giữ chừng 30m. Cối 100 ly từ dưới tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 9, do đồng đội Tuấn, quê Tuy Hòa, chỉ huy cùng đề pa chi viện lên nổ dữ dội. Địch không trụ nổi, phải tháo chạy xuống trên đồi ra hướng phẫu. Ở đây, đại liên M60 B41 của tổ phục trung đội 2 do thượng sĩ Phù Trung Nhanh, lính đợt 2583 chỉ huy trận đánh. Địch chạy toán loạn về hướng Thái. Chỉ sau hơn 20 phút phản kích, ta đã làm chủ lại thế trận. Phản kích ngừng, anh em chúng tôi trên chốt 416 và anh em trung đội 2 dưới đại đội bộ, đại đội truy đuổi đến thông hào của địch. Tại đây, địch đào hào lấy đất dồn vào bao cát chất thành hàng làm tường chống đạn, nên không thể chịu nổi đợt phản kích của ta. Trong lúc ta truy đuổi, trung đội 1 bị thương 3 đồng đội. Đồng đội Phan Thanh Sơn quê Phú Cát, lính đợt 1586. Đồng đội Trình quê Phú Cát cùng trung đội lính đợt 1584 và thiếu úy Hải quê Thái Bình mới về đơn vị được 2 ngày. Tất cả vì dẫm phải mìn 652A bị cụt chân. Ta thu được một số chiến lợi phẩm, vũ khí, đạn và đồ hộp, hình ảnh và đồ trang sức của phụ nữ. Nhiều nhất là kem UB bôi mặt. Lính Thái vẫn còn bỏ lại 24 xác chết dưới thông hào. Chúng đang chôn lấp, còn lỡ dở, có cả nữ binh. Qua trận đánh, anh em bị thương của trung đội 1 trên chốt 416, tất cả 17 đồng đội, riêng đồng đội Phạm Văn Đắp ra đi không trở lại. Đắp đã hy sinh anh dũng khi bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch. Địch phải nhiều lần khiếp sợ khi nghe B-40 nổ. Đắp cùng anh em đồng đội trung đội 1 đã diệt và làm tiêu hao rất nhiều sinh lực địch khi địch tấn công. Đồng đội Đắp được khiêng xuống đại đội bộ. Ở đây, anh em đồng đội chỉ kịp nghiêng mình im lặng để tưởng nhớ đến người đồng đội cùng chung chiến hào, rồi chia ly mãi mãi. Đồng đội Đắp đã lập nên chiến công hào hùng của trung đội 1 đại đội 9, trung đoàn 733, sư đoàn 315 trong trận chiến không cân sức của cao điểm 416. Ta chỉ một trung đội phòng ngự trước một đại đội tấn công của lính Thái Lan.